Khôn ngoan đừng làm quá 4 điều này. Kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, con người hiện đại thuận theo dòng chảy phát triển của xã hội đã có một cuộc sống vật chất đủ đầy, tiện nghi hơn. Nhưng cũng vì thế mà rước vào mình thêm nhiều muộn phiền. Thân thể mắc bệnh, đến cả tinh thần cũng chẳng lúc nào yên. Là bởi họ cứ dùng cả một đời tranh đấu ngược xuôi, nghĩ cách kiếm tiền, đến chết không buông. Sống hạnh phúc không khó. Cái khó chính là người ta có dám buông bỏ những dục vọng, lợi ích thực tại trước mắt mà làm tròn đầy thêm tinh thần, phẩm cách, đạo đức của mình hay không. Đừng làm 4 điều này, cuộc sống sẽ hạnh phúc, an nhàn hơn. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Thứ nhất, có tiền đừng keo kiệt. Tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng không phải thứ gì cũng dùng tiền mua được. Tiền đơn giản chỉ là một phương tiện mua bán hàng hóa thường ngày. Tiền vốn chỉ là một vật ngoài thân, khi sinh chẳng mang đến, khi chết không cầm theo được. Ấy vậy mà, có những người dám tự tin đem đổi hạnh phúc lấy tiền bạc. Nhiều người quý tiền còn hơn bản thân, coi tiền như phép màu, coi tiền như thuốc tiên. Họ điên cuồng kiếm tiền, thậm chí một số còn sử dụng những mánh khóe, chiêu trò để thu lợi và tự hào về những gì mình làm được. Rồi dần dần, họ trở nên ích kỷ, keo kiệt, coi thường những người khác. Lúc nào cũng muốn tích trữ tiền bạc của cải đầy nhà. Để có được tiền, họ không ngại đánh đổi cả lương tâm, danh dự. Nhưng họ chẳng hề hay biết rằng thứ mà họ ôm khư khư bấy lâu nay có thể là mối nguy cho tương lai gần. Tiền bạc không mua được sức khỏe, hạnh phúc, không mua được nhân cách phẩm giá. Tiền không biến kẻ tiểu nhân trở thành quân tử, không biến kẻ bất tài trở thành bậc trượng phu. Con người chỉ có thể sống an nhàn khi sẵn sàng chia sẻ với những người khác. Không chỉ tiền bạc của cải mà còn tình yêu thương, sự cảm thông. Điều thứ hai, có tình yêu đừng buông bỏ. Tình yêu hẳn là thứ những người trẻ mải miết đi tìm, bởi vì ai cũng như ai, hạnh phúc là bến bờ cuối cùng của cuộc đời. Nhưng tìm được tình yêu nào đâu phải dễ dàng. Vậy mà khi tìm được thì đâu có ai biết tình yêu mỏng manh như sương mai trong gió, thổi là tan, cầm là vỡ. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chuyện buồn còn nhiều hơn cả chuyện vui. Chính vì thế đừng nên dễ dàng buông tay người mình yêu, người mình cho là tri kỷ. Có câu thơ rằng, tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Đã là duyên, đến hay đi là do trời quyết định. Nhưng một khi đã được ấn định bên nhau, thì hãy nên dành cả tấm lòng để nâng niu và trân trọng tình cảm ấy. Thứ ba là, có hận thù đừng ghi nhớ. Người xưa có câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng báo thù rửa hận không phải là cách cởi nút hận thù. Chỉ có tha thứ khoan dung, lấy đức báo oán mới đoạn dứt được mối nghiệt duyên ấy. Đấy mới là người quân tử. Người không ghi khắc thù hận trong tâm mới chính là người hạnh phúc nhất. Họ sống một cuộc đời thanh thản, tự tại, ung dung. Vì biết tha thứ, họ tìm được bến đỗ bình yên cho tâm hồn, lại tích được phúc báo cho con cháu đời sau. Điều thứ tư, có tức giận đừng để trong lòng. Khi cơn nóng giận bất ngờ ập đến, thường người ta không còn giữ được điềm tĩnh, để nó che mờ lý trí, thường hành động theo cảm tính. Có người bột phát ra bên ngoài, nhưng cũng có loại người lòng cứ ôm giữ mãi chuyện thị phi, sống để dạ, chết mang đi. Như thế, thầm tâm cứ mãi day dứt. Bên ngoài thì tỏ ra mọi chuyện đã ổn, nói cười cười. Nhưng thực ra trong lòng vẫn ấm ức, không an yên. Càng tích tụ oán hận trong lòng thì sẽ có ngày cơ thể suy kiệt. Lời nào nói ra cũng đều cay nghiệt.
Vậy thì từ nay, khi gặp chuyện thống khổ, buồn bã, hãy cứ nói hết ra, đừng giữ lại ở trong lòng. Nếu muốn đạt được thành tựu vĩ đại, trước tiên chúng ta nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Buồn thay là điều đó không hề dễ dàng. Nhiều người dù nhìn bề ngoài đã rất phong sương, nhưng khi gặp điều gì đó khiến họ khó chịu, họ cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình. Từ chửi bới, cãi vã với người khác, cho tới động tay động chân, đập đầu chảy máu, rất là nguy hiểm. Khi ta tức giận thì sẽ luôn có lửa vô minh bừng cháy trong lòng. Khi con người khởi tâm sân si, tức là đã thua rồi. Loại người không thể làm chủ được cảm xúc sẽ vĩnh viễn không thể làm chủ được cuộc đời của họ, dẫn đến đánh mất đi lý trí, ngày càng trầm luân. Quý vị thân mến, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Điểm chung duy nhất là chúng ta đều phải đương đầu với vấn đề của mình. Ai cũng vậy, nhiều lúc gặp thử thách sẽ cảm thấy lạc lối, không tìm được ý nghĩa. Bản thân giống như đang bị trói buộc, không tìm thấy lối thoát. Nhiều lúc chúng ta luôn hy vọng có quý nhân xuất hiện chỉ điểm, mách bảo cho chúng ta làm thế nào để sống tiếp. Chỉ là bất kể bạn kỳ vọng nhiều đến mức nào cũng không thể gặp được người đó. Chúng ta mong muốn gặp được quý nhân, người khác cũng có niềm mong mỏi như vậy. Sống trên đời, trải nghiệm nhiều, đối mặt cũng nhiều. Có nhiều chuyện không phải chỉ muốn là có thể thay đổi được. Điều chúng ta có thể làm là tập trung mà sống, trải qua tháng ngày bình thường, tìm thấy giải dược cho riêng mình. Đời người là hành trình tìm kiếm cánh cửa hạnh phúc. Sở hữu một trong ba chìa khóa này, bạn có thể ung dung tận hưởng cuộc sống. Thứ nhất, nỗ lực kiếm tiền khiến nhu cầu vật chất phong phú hơn. Không tiền, bụng không no. Không tiền, không thể mua thứ mình thích. Không tiền, nhà ở lung lay. Con người từ đó cũng mỏi mệt từng cơn. Chúng ta loay hoay, tối tăm mặt mày cả đời là vì kiếm được phần tiền để sống. Có tiền, cuộc sống mới được đảm bảo, có thể chăm sóc tốt cho bố mẹ, con cái cơm no áo ấm. Có tiền, chưa chắc sống hạnh phúc, nhưng không tiền, hạnh phúc quả là thứ xa xỉ. Trong xã hội này, người trưởng thành so đo với nhau bằng một thứ chủ yếu là tài sản đang sở hữu. Chỉ có trẻ con mới hơn thua từng cái bánh cái kẹo. Người già cười với nhau xem ai sẽ ra đi trước. Không cần phải thật giàu có, chỉ cần bạn đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân là quá tốt rồi. Còn người ta dễ dàng có được hạnh phúc khi nhu cầu vật chất được thỏa mãn. Điều thứ hai, tìm thấy người đồng hành chân chính, ủng hộ lẫn nhau. Không thể phủ nhận, giới trẻ ngày nay càng trở nên độc lập hơn xưa. Có thể tự lo toan cho bản thân, sở hữu thế giới tinh thần vững vàng, vẫn sống tốt mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhưng bạn có từng cảm thấy ở một khoảnh khắc nào đó, trái tim đột nhiên trống rỗng, cảm thấy mình không hề sở hữu thứ gì trọn vẹn, là sự tồn tại cô đơn lặng lẽ trong thế giới này? Thật ra, bất kể ở thời đại nào, có một cuộc tình đẹp, người yêu tốt, vĩnh viễn là món quà mà ai cũng muốn. Nhiều người từ nhỏ đã bị ám ảnh tâm lý, vết thương lòng khó phai. Thật khó chữa lành khi bản thân cô cút một mình. Nhưng tình yêu lại có thể làm được điều này. Đương nhiên, không ai ép buộc bạn phải yêu, chỉ là hy vọng bạn giữ trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận người mà bản thân cảm thấy phù hợp. Như thế thì cuộc sống sẽ đầy màu sắc và tươi đẹp hơn rất nhiều. Nếu may mắn gặp được một người tốt, cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, mạnh mẽ từng ngày. Đó mới là tình yêu chân chính. Cuộc sống luôn có khung trời màu hồng sẵn sàng chào đón bạn bước vào. Dung dị đợi chờ,
không cưỡng cầu, không kỳ vọng. Điều thứ ba, tâm thái tích cực, có sở thích cho riêng mình. Làm chuyện gì cũng nên toàn tâm toàn lực, nhưng phải biết giữ tâm thái dung dị, không chấp nhất, không đặt nặng. Như vậy, bạn mới ít thu về tổn thương cùng dày vò. Khi đã sở hữu tâm thái không cưỡng cầu này, nhiều nút thắt cũng có thể dần tiêu biến. Mặc dù hậu quả vẫn còn đó, nhưng bản thân sẽ nhanh chóng phục hồi, không mãi bị chôn vùi trong thất bại hay niềm đau. Làm những việc mình thích là hạnh phúc nhất của mỗi người. Đọc sách, vẽ tranh, trồng hoa, đắm mình trong những việc nhỏ nhặt khiến bản thân hạnh phúc sẽ nhanh chóng chữa lành vết thương, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Dành thời gian và không gian riêng cho bản thân, sống thế nào cũng được, nhưng đừng khiến mình phải hối hận và để lại tiếc nuối.